Xin mến chào cả nhà nha. Hôm nay anh quay bên vườn bên đây cho cả nhà ngắm tham quan chơi. Với có vấn đề mà tách chiếc á, tách mầm rồi này kia ra. Mà bữa ăn cũng chia sẻ rất là nhiều lần rồi, nhưng mà cũng có rất nhiều anh em chưa có nắm được. Nhưng mà anh cũng chưa có nói kỹ về cái khi nào mình chỉ có nói là tách khi nào mà nó thắt ngọn, nó nửa đi nửa lá thì mọi người sẽ tách ra. Nhưng mà có một cái yếu tố rất là quan trọng để mình nhìn mình biết được mà ân chưa có chia sẻ, nhờ làm mà nhiều anh em tách không có đúng thời điểm. Để cây của mình nó tách, khi mà tách ra nó sẽ phát triển tốt ha, nó bám rễ nhanh và nó đẻ mầm nhanh nữa. Nhiều khi nó vừa thắt ngọn á, cái là mình tách ra là cây nó không có phát triển mạnh. Để anh chia sẻ cho cái cách nhận biết cho cả nhà là tham khảo một lần này nữa là chắc chắn là sẽ rất là ok ha. Đây, những cái mầm vàng nõn xưa rất là đẹp cho cả nhà ngắm. Cây mà chăm ở dưới đất á, thường thường vườn ở dưới đất á, nó sẽ mát hơn. Nó sẽ mát hơn, cây nó sẽ xanh mướt hơn. Và khi mà mình bổ sung phân hữu cơ, cái lan dendro này nó ăn phân bón gốc rất là mạnh nha. Cho nên mình phải bổ sung phân hữu cơ và phân tan chậm. Nó mới ăn mạnh và cây nó mới xanh mướt và mập mạp được. Đủ nước. Nay cây rất là đẹp. Ra mầm rất là nhiều luôn. Còn phân bón lá thì nó chỉ là phụ thôi cả nhà. Nó không quan trọng đâu. Quan trọng là nước, là phân bón gốc, cái vườn của mình. Nay cây xanh mướt, xanh bên đây xanh mướt dữ lắm. Rồi chứ không phải là quan trọng về cái tình trạng mà phân bón lá nha. Phân bón lá có thì cũng rất là ok, nhưng mà quan trọng nhất là nước và phân bón gốc thôi. Với vườn tược này kia thôi. Mấy cái này, cây này mấy trước lúc trước nó chưa có mầm, nãy lên mầm hết rồi cả nhà. Lên mầm hết rồi, những xe to to. Cái xe to to này ra mầm tốt lắm. Khu bên đây có hoa không? Đây chớp sữa. Cho cái nhà ngắm chớp sữa đẹp ha. Một cái chớp rất là trong trẻo, tinh khiết. Này nó thơm, dòng chấp sữa này nó thơm. Rồi, cho cái nhà tham quan vườn chơi. Rồi anh sẽ chia sẻ cách nhận biết cho này, chấp sữa này. Cái gam màu của nó nhìn nó trong trẻo lắm. Nó đẹp lắm, nó thơm lắm. Thơm, dễ chịu. Đây khu vực là cây giống không à. Susan, hóc môn, tây ít, đại long kiên giang. Đây có kỳ đại long kiên giang, đại xíu ông quay vậy. Có cái chậu lộn xộn xưa nữa nè cả nhà. Lộn xộn xưa nhưng mà đã nói là lộn xộn á, thành ra nó không ổn định nên lúc á nó có thể nó mắc chớp ha. Mắc chớp nó, nhưng mà thường đúng cây đúng giống á, là nó sẽ mắc chớp nhưng mà nó sẽ nở full vàng nha. Nó sẽ nở full vàng. Còn nếu mà anh em mà mua lộn xộn xưa mà nó nở full đỏ là sai cây. Cái đó là cái nhận biết của cái dòng chớp. Này cây đại long. Đại long nở. Cái hoa đại long đẹp lắm. Đại long kiên giang là một bông bây giờ đang rất là hot á, nhưng mà ít giống á. Cái dòng này cực kỳ ít giống luôn. Nó đẹp lắm, thân lá nó đều đẹp. Rồi bên khu bên đây là đỏ tím. Những cái giống đỏ tím cũng đẹp. Mấy cái này là size bình dân. Bình dân, Susan, hồng sắc pháo. Bình dân dễ sưu tầm. Thường cây mà anh em chăm ở dưới đất á, nó mát, nó tốt cây lắm. Lên mầm nào mầm nấy nhìn thấy thương. Đó, thấy không? Ú dễ thương lắm. Thường ở dưới nó đủ nắng hơn, nó mát. Ở trên ton thì nhiều khi nó nóng, nó nóng. Đẹp ha cả nhà ha. Qua đây tham quan cũng đẹp ha.
lên là đã ú rồi. Mầm tôi ăn khai thác nó chui dưới đáy chui lên đó. Cứ khai thác ở trên thôi, còn dưới đáy nó sẽ có một hai mầm nữa. Dendro này mà cả nhà muốn nhân giống nhanh thì chỉ có khai thác thôi, chứ mà để quy một bụi một lầm, bụi một lầm thì một năm nó cũng 3-4 thân lâu lắm. Mình muốn có giống mà mình phải nhân, cứ gốc mắt nào ra cứ nhân rồi nó sẽ đẩy kỳ lên, đẩy khi nào mà nó hết thì thôi, nó hết thì bỏ. Đấy như ông cốt này nè, vâng cũng khai thác hết rồi nè, cứ đẩy ra thì khai thác thôi thành củi. Nhưng mà đời con này mình đã khai trước, khai thác trước thì mình sẽ có giống, nó sẽ đẻ tiếp. Như Dendro cả nhà nhớ nha, nhớ khai thác. Khai thác thì khi mà khai thác thì mình mới có giống được, chứ mà để nguyên một cây thì chỉ chơi tác phẩm thôi. Còn anh em nào muốn làm tác phẩm thì cứ để nguyên, đừng có tách chiết nha, nó sẽ ra rất là đẹp. Về cỏ xưa mập mà mập đẹp không, anh em cũng đang tách chiết nè ha. Này kỹ thuật viên giám đốc vườn, còn này ông này là ông chủ tịch. Mình xấu. Này đang chia sẻ cách tách chiết cho anh em. Nhiều khi anh em bữa giờ cũng bị rối cái chỗ này á, nghĩ nó vừa thắt ngọn là mình tách không phải ha. Khi mà cây mà nó thắt ngọn như này mà nó thắt ngọn mà chỉ là đi nửa lá, đi nửa cái lá lên cuối á, thì mình tách ra. Nhưng mà anh em nhớ nhận biết rồi nhìn cái thân của nó nha, cái thân nó ốm quá thì đừng có tách, cứ để cho nó cái thân nó mập lên đi, phù lên. Nhưng mà mình tách ra thì nó mới cây nó mới khỏe được nha. Cái thân này nè, cái thân của cái mầm mà mình tách á, thân này nè, này nó còn ốm này, cho nên mình để ý ngay cái chỗ này nè, nó phình lên, nó phình như cái cây chuối á, thì mình hẳn tách nha. Mặc dù nó có rễ nhiều đi chăng nữa cũng kệ nó, chứ mà nó vừa chớm thắt ngọn rồi, anh em thấy có rễ á, vừa chớm thắt ngọn mà có rễ mà thân nó ốm quá, anh em nghĩ là tách được rồi á, tách vẫn được, vẫn chăm được, nhưng mà cây nó sẽ không lực, không mạnh, không để con nhanh bằng ha. Với là nhìn cái cây nó yếu lắm, cái đó là cái yếu tố rất là quan trọng đó, để chia sẻ cho anh em đã mê cũng như anh em nào mới tập chơi ấy, thì nó như này phù nè, thấy không, cái nhà thấy nó phù không, rễ nhiều rồi nè, mặc dù đi nửa lá nè, thấy không. Cái này nó phù như cái chuối vậy nè, là tách ra cái này tách được rồi nè, chứ nó ốm quá thì không tách nha. Ốm quá mặc dù nó thắt ngọn đi nửa lá, hoặc là nó thắt ngọn mà ốm quá cũng được tách. Nhìn cái chắc cây á, nhìn cái chắc cây nó ú lên như cái mình tích á, mình tách là đẹp nhất, là cây khi trồng xuống là rễ nó bám nhanh nè. Cái cây này nó mập, cứ nhiều khi nó vừa tách nó ốm, anh em cứ để nó nuôi đi, nuôi là vài bữa là nó mập à, vài bữa là nó mập nè. Không, nó có cái phù nha, mình phải để ý nha, nó phải phù mập thì khi mình tách ra cây nó cũng đẹp lắm chứ. Nè, nó phù mập nè. Không, cái này trồng xuống là bám rễ đi tốt lắm. Cái yếu tố rất là quan trọng nha, chứ không phải là vừa thắt ngọn cái là một cả nhà tách ra như là nó còn non á, non quá thì thành ra cái cây của mình nó không có phát triển mạnh đâu, nó rất là yếu. Quan trọng lắm cái phần cái là khi mà thời điểm tách chiết này ra rất là quan trọng thôi. Về cỏ xưa mãi đỉnh, bông nhìn nó xưa đẹp. Giống như cây này nè, rễ cũng rất là nhiều. Cây này nó đang phình. Ở này anh em để cho nó chừng tầng nữa đi, để cho nó phình lên miếng nữa, phình mập lên miếng nữa là mình tách. Này nó còn ốm nha, này tách vẫn được nhưng mà nó còn ốm. Ra khi mà mình ra cái cây chăm nó không có bằng, đợi cho nó phình lên chừng tầng lại nữa là cực đẹp. Hôm nay ăn chia sẻ lại cái kinh nghiệm này, nó cũng rất là quan trọng đó. Mình muốn nhân giống tốt, mình chăm cây đẹp đó, thì phải tách đúng thời điểm, đúng lúc thì cái cây của mình khi mình trồng ra thì nó rất là phát triển ha.
cứ lúa phát triển rồi thì cái đam mê của mình nó càng lớn hơn nữa. Rồi tới đây thôi thì anh xin cảm ơn tất cả mọi người đã cho một follow và một đăng ký kênh và luôn luôn ủng hộ anh ha. Anh xin chào và hẹn gặp lại nhé.